Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18 tháng 7 đã được chẩn đoán mắc COVID-19 và sẽ trải qua vài ngày làm việc từ xa tại dinh thự của mình ở Delaware. Trong khi đó, áp lực lên ông Biden đã bắt đầu gia tăng trở lại sau một thời gian tạm lắng ngắn ngủi giữa vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Những thành viên Đảng Dân Chủ hàng đầu hiện đang nói về nhu cầu thay thế ông Biden trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng. Đáng chú ý, Tổng thống Biden trước đó đã nói rằng lý do duy nhất khiến ông đồng ý rút lui khỏi cuộc đua là nếu sức khỏe của ông không tốt. Theo tờ Investia của Nga, ngay sau khi ông Biden đến Delaware, có nhiều thông tin nổi lên cho rằng chẩn đoán nhiễm COVID-19 có thể là tiền đề để chuẩn bị cho thông báo rút lui của tổng thống. Còn khoảng 110 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhưng Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ, nơi Đảng sẽ bầu ra ứng viên tranh cử Tổng thống, chỉ còn một tháng nữa. Đảng này cần phải tìm ra một chiến lược trước khi hết thời hạn, và có vẻ như Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên tốt nhất của họ để tranh cử Tổng thống. Trong khi đó, tờ Washington Post đưa tin cựu Tổng thống Barack Obama, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cho bà Harris, tin rằng ông Biden có thể cân nhắc đến khả năng ứng cử của mình việc rút khỏi chiến dịch vì COVID-19 sẽ giúp Tổng thống Biden giữ thể diện. Dmitry Sulov, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện châu Âu và quốc tế tại trường kinh tế cao cấp có trụ sở tại Moscow lưu ý. Ít nhất, đây cũng là một nỗ lực nhằm kéo dài thời gian hoặc thậm chí chuẩn bị cơ sở cho khả năng ông ấy, ông Joe Biden, rút khỏi cuộc đua Tổng thống. Chuyên gia này nêu quan điểm. Có thể thấy, áp lực mà Tổng thống Biden đang phải đối mặt dường như đã có tác động. Chúng ta đều hiểu rằng COVID-19 có thể gây ra các biến chứng, đặc biệt là ở người cao tuổi. Đây có lẽ là lý do mà ông Biden sẽ viện dẫn. Vì vậy, ông ấy sẽ rút lui vì sự bất khả kháng này, chứ không phải vì những vấn đề trước đó. Rút lui dưới áp lực sẽ rất mất mặt, nhưng việc rút lui sau một thời gian điều trị do COVID-19 là một bước đi có ý nghĩa hơn nhiều về mặt hình ảnh. Chuyên gia Sulop kết luận trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình MSNBC, ông Jen O. McNeil Dillon, người phụ trách chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden, cho biết ông Biden kiên định với mục tiêu ở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai, bất chấp áp lực ngày càng tăng trong đảng Dân Chủ liên quan đến vấn đề tuổi tác và sức khỏe của ông. Ông Dillon khẳng định, ông Biden quyết tâm đánh bại ông Donald Trump hơn bao giờ hết. Tổng thống Mỹ Joe Biden được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 khi đang trong chuyến vận động tranh cử ở Las Vegas ngày 17 tháng 7. Ông có các triệu chứng nhẹ của bệnh COVID-19. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, ông Joe Biden không thể phát biểu tại một sự kiện đã được lên lịch từ trước. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã có cuộc điện đàm kết quả rất tốt với nhà lãnh đạo Ukraine theo RT, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cựu Tổng thống Mỹ và là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sắp tới, ông Donald Trump đã nhắc lại lời cam kết chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev. Ông Trump viết trên Truth Social rằng ông đã có một cuộc điện đàm rất tốt với ông Zelensky. Trong đó, chính trị gia Ukraine chúc mừng ông về việc Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa rất thành công và lên án vụ ám sát tàn bạo. Cựu tổng thống Mỹ nói rằng ông đánh giá cao ông Zelensky vì đã liên lạc. Ông Trump khẳng định sẽ mang lại hòa bình cho thế giới và chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi rất nhiều sinh mạng và tàn phá vô số gia đình vô tội. Cả hai bên sẽ có thể cùng nhau đàm phán một thỏa thuận chấm dứt tình trạng bạo lực. Trong khi đó, ông Zelensky tuyên bố rằng ông đã nhất trí với cựu tổng thống Mỹ rằng sẽ thảo luận tại một cuộc họp riêng về những bước đi có thể mang lại hòa bình và công bằng lâu dài. Tôi ghi nhận sự ủng hộ quan trọng của lưỡng đảng và lưỡng viện Mỹ trong việc bảo vệ tự do và độc lập. Tổng thống Ukraine viết chiến X. Phát biểu với đài truyền hình BBC trong chuyến đi đến Vương quốc Anh tuần này, ông Zelensky nhắc lại rằng Ukraine muốn chiến thắng hoàn toàn trong cuộc xung đột với Nga. Ông Zelensky hy vọng ông Trump sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11, như đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Tổng thống Ukraine cho rằng kịch bản tồi tệ nhất là các lệnh trừng phạt Nga được dỡ bỏ và Moscow giành chiến thắng. Nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 5 năm của ông Zelensky được cho là đã kết thúc vào cuối tháng 5. Ông từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới, viện dẫn về thiết quân luật. Trong khi đó, Moscow cho rằng theo hiến pháp Ukraine, quyền lực của tổng thống phải được chuyển cho chủ tịch quốc hội khi nhiệm kỳ kết thúc. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố ông sẽ ra lệnh ngừng bắn và bắt đầu đàm phán với Ukraine ngay khi nước này cam kết không tìm cách trở thành thành viên của NATO và rút quân khỏi mọi lãnh thổ của Nga, bao gồm khu vực Moscow tuyên bố sát nhập vào tháng 9 năm 2023. Trong bài phát biểu nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa hôm 18 tháng 7, ông Donald Trump một lần nữa cho rằng các cuộc giao tranh bên ngoài lãnh thổ Mỹ sẽ không xảy ra nếu ông đang là Tổng thống Mỹ. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bài phát biểu dài 90 phút, bài phát biểu dài nhất trong lịch sử Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa. Bài phát biểu trên cũng đã khép lại sự kiện kéo dài 4 ngày từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7, nơi cựu tổng thống được chào đón nồng nhiệt. Ứng viên phó tổng thống của ông, thượng nghị sĩ J.D. Vance cũng tỏ ra đồng tình với tuyên bố của cựu tổng thống. Nếu ông Trump trở lại làm tổng thống sau cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, Chính sách của ông đối với Ukraine sẽ rất đơn giản. Nga sẽ không tấn công Ukraine nếu ông Trump làm tổng thống. Mọi người đồng tình với điều đó. Rất nhiều các đồng nghiệp Đảng Dân chủ của tôi cũng âm thầm đồng ý với điều này. Ông Vance chia sẻ với Fox News sau khi nhận được đề cử vào hôm 17 tháng 7. Ông Vance cũng đồng thời lên tiếng chỉ trích chính sách viện trợ nước ngoài của chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden chúng ta hiện đã chi 200 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho Ukraine. Mục tiêu là gì? Chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì? Có nguy cơ leo thang thành chiến tranh hạt nhân hay không? Ông Vance nói. Theo ông Vance, cuộc xung đột nga ukraine cần nhanh chóng kết thúc để Mỹ có thể tập trung vào vấn đề thực sự, đó là Trung Quốc. Đó là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng xung đột sẽ không xảy ra nếu ông thắng cử vào năm 2020. Ông cũng tuyên bố rằng sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, không đưa ra giải pháp cụ thể. Tôi biết rất rõ về ông Zelensky và tôi cũng biết rất rõ về ông Putin. Tôi đã có mối quan hệ rất tốt với cả hai người họ. Tôi sẽ nói với ông Zelensky rằng ông sẽ phải thực hiện một thỏa thuận tôi sẽ nói với ông Putin rằng nếu ông không thực hiện một thỏa thuận, chúng tôi sẽ cho ông ấy, tức là ông Zelensky, nhiều thứ. Chúng ta sẽ mang đến cho họ nhiều hơn những gì họ từng có nếu chúng ta phải làm. Tôi sẽ hoàn tất thỏa thuận trong một ngày, ông Trump chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5 diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 ngày càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của thế giới, bởi kết quả cuộc đua này sẽ định hình phần lớn xu hướng quan hệ quốc tế trong 4 năm tiếp theo. Nếu ông Donald Trump đắc cử trong cuộc bầu cử năm nay, thế giới chắc chắn sẽ trải qua nhiều sự thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Theo The Guardian, chiến lược kinh tế của ông Donald Trump mang tính bảo hộ cao, thiếu mạch lạc và có phần mạo hiểm. Trên thực tế, các chính sách về thuế quan của ông Donald Trump sẽ đẩy mức giá tăng cao hơn đối với người tiêu dùng Mỹ, gây tổn hại nhiều nhất cho những người có thu nhập thấp và trung bình. Việc cắt giảm thuế chủ yếu sẽ mang lại lợi ích cho các tập đoàn và cá nhân khá giả. Chính sách này cũng mạo hiểm theo một số khía cạnh khác nhau. Đầu tiên, chính sách thuế quan của ông có nguy cơ gây ra một cuộc chiến thương mại toàn diện với Trung Quốc. Thứ hai, chính sách này có nguy cơ làm tăng lạm phát ở Mỹ, dẫn đến lãi suất cao hơn. Những hạn chế cứng rắn về nhập cư đã được hứa hẹn và những điều này sẽ có tác dụng làm giảm nguồn cung lao động và tăng thêm áp lực tăng lương. Cuối cùng, có thể sẽ có những hậu quả nếu ông Trump tiếp tục chính sách ngoại giao theo chủ nghĩa biệt lập của mình. Hàng hóa đắt đỏ hơn và thị trường tài chính bất ổn hơn. Những hậu quả có thể xảy ra bao gồm lạm phát nỗ lực thúc đẩy cục dự trữ liên bang cắt giảm lãi suất một cuộc khủng hoảng thậm chí còn lớn hơn đối với các nước nghèo mắc nợ nặng nề và phải vay mượn bằng đô la sự thoái trào hơn nữa của toàn cầu hóa